Rồi thầy xin chào tất cả các bạn nha. À, vừa rồi à, chúng ta có, à, chúng ta đã làm xong các bạn, chúng ta đã làm xong phần phát âm và dấu nhấn của đề thi chuyên anh, đề thi chính thức của Sở Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2020-2021 các bạn. Rồi chúng ta đã xong phần phát âm, chúng ta đã xong phần dấu nhấn các bạn. Thì ở à, video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, là phần 3, các bạn, là phần ngữ pháp. Rồi phần 3 là phần ngữ pháp các bạn. Thì phần ngữ pháp này các bạn có bao nhiêu câu ta để lại xem Thì các bạn có 25, 25 câu Các bạn có 15 câu nha Rồi chúng ta sẽ làm 15 câu Sau đó chúng ta sẽ nghỉ nha Rồi câu số 11 các bạn chọn Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ làm xong phần 3 này Chúng ta sẽ nghỉ các bạn nha rồi, chúng ta sẽ làm xong phần 3 này. Chúng ta sẽ nghỉ nha bạn A3 Nguyễn nha. 15 câu nữa chúng ta sẽ nghỉ các bạn. Rồi, by the end of next month, we nè ở đây bạn có từ bài các bạn rồi ở đây bạn có từ bài nè rồi bài. bạn không thấy cái bài là time by the end gì đó các bạn các bạn sẽ sử dụng cái thầy là tương lai hoàn thành nha rồi đây các bạn tóm lại là bạn thấy là có từ bài các bạn từ bay ha thì bạn sẽ có hai thì hai thì nó hơi ngược nhau một là thì tương lai hoàn thành hai là bạn sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành mà ở đây không có quá khứ hoàn thành các bạn ở đây chỉ có thể là tương lai hoàn thành rồi 11 các bạn chọn thầy cô C nha rồi bây giờ các bạn sẽ qua các bạn sẽ qua uh, câu số 12 các bạn rồi một vài famous cái gì đó ở Southern Việt Nam các bạn là hủ tiếu Nam Vang bún mắm uh, rice rice là cơm chiên rồi flower cake là bánh flower cake bánh bánh bột bánh xèo rồi chắc là bánh xèo các bạn và rất nhiều loại puddings là món tráng miệng ha rồi, lưu ý với thầy nha. Ở đây bạn đọc là đình là miền nam. đình các bạn không đọc là sardin. Bạn đọc đình chật lớp nha. Ở đây bạn đọc là flower nha. Chữ này đọc y như là là hoa các bạn. Rồi, hoa. Rồi. Rồi, ở câu 12 bạn sẽ chọn cho thầy là dishes nha. Rồi, đây là món ăn các bạn. Các bạn không chọn là food. Uh, food thì chúng ta sẽ nói chung chung các bạn, không có đúng nha. Vả lại food thì À, nó được xếp là danh từ không đếm được các bạn rồi ở đây các bạn có cái từ thép là cái từ này rất là vô duyên các bạn cái từ này rất là kim kẹp nè ingredients là gia vị nè rồi câu số 13 thì cái sự lười của anh ta resultic nè các bạn rồi tóm lại ở đây bạn sẽ chọn cái thầy là resultic nè rồi dẫn đến các bạn rồi dẫn đến thì à, các bạn thấy người ta hay dùng á result from có kết quả từ uh, là kết quả của nếu như mà from với of các bạn thông thường nó là danh từ còn nếu như bạn sử dụng cho thầy ở đây là động từ nè nếu là động từ thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy là in các bạn nha rồi lưu với thầy nha được in cho thầy nha còn nếu như đây là danh từ các bạn result result là danh từ bạn sẽ sử dụng là from hoặc là of ha tùy theo câu các bạn rồi câu số 14 các bạn là chủ nhà của chúng tôi, chúng tôi một cái lời chào đón rất là nồng ấm các bạn là là rất rất là nồng rất là nồng, nồng nhiệt. Rồi, tóm lại các bạn qua câu số 14. Rồi, câu số 14 các bạn. Thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây là someone, ở đây là something. Rồi, someone something. Do someone something chúng ta không có các bạn. Rồi chúng ta cũng không có hết someone something. Chúng ta chúng ta có make someone something các bạn. Chúng ta chỉ có give someone something bạn chọn của D nha. Đây các bạn, hoặc là give something to someone. Rồi, tóm lại 14 bạn chọn hạt của D. Rồi. À, bây giờ các bạn sẽ qua con số 15 này các bạn. Các bạn sẽ qua câu số 15 nha. Ở đây we propose nè. Rồi, we propose. Một số bạn thì uh, sẽ chọn câu nào ta? Rồi, một số bạn sẽ có sự nhầm lẫn gì đó đây nha. Câu này thầy thật thầy thật thông thường thì nghĩ rằng một số bạn sẽ có sự nhầm lẫn đây rồi câu số 15, bạn sẽ chọn cho thầy là câu câu nào các bạn rồi bạn sẽ chọn cho thầy là câu d ha thầy cố gắng nhìn nhìn để các bạn chọn sai mà chưa các bạn, uh, bạn nào chọn có a chưa bạn chọn có a rồi ở đây chính là số đó các bạn ở đây uh, có số hoặc không rồi tuy nhiên các bạn sẽ không có chi cái chữ này nó như subtract các bạn ít hay nhiều phía trước Thì hay là he hay là she ít thì chăng nữa các bạn cũng không thêm s vào nha rồi các bạn không thêm s vào rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 16 là các bạn rồi các bạn sẽ qua câu số 16 thì xe buýt đến các bạn rồi xe buýt đến nè bây giờ chúng tôi sẽ phải đi bộ các bạn rồi xe buýt đến thì chúng ta sẽ phải đi bộ rồi thì ở đây các bạn có động từ nha rồi the bus các bạn rồi tự nhiên ở đây bạn thấy có động từ nha À, và ở đây có chủ ngữ các bạn đáng lẽ là the bus goes on time at once early hoặc là there rồi giờ đây chúng ta phải đi bộ các bạn thì tóm lại bốn chữ này nè bạn sẽ chọn chữ nào uh, trong cái câu này rồi thì ở đây uh, các bạn sẽ bạn nào mà tham khảo thì các bạn dở qua cuốn sách destination c1 c2 nha các bạn dở destination c1 c2 các bạn dở dỡ trang 154 cho thầy nha. Rồi. Trang 154 các bạn. Có gì đó sai sai ta. Từ từ nha. Từ từ sao trang 154 chữ 19 Từ từ, đây đây các bạn, đây. Rồi, ở đây nè, bạn thấy nè, à, chúng ta học về đảo ngữ nè các bạn. Rồi, các bạn học về đảo ngữ nha. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây người ta ghi cho các bạn là inversions with adverbial expressions of place. Uh, có nghĩa rằng đảo ngữ của trạng từ chỉ trạng thái các bạn Chỉ trạng thái, chỉ vị trí nè Ở đây bạn thấy là here comes the minister Có nghĩa rằng the minister comes here now Mà người ta đưa chữ here lên Thì người ta đảo ngữ các bạn Ở đây từ there các bạn Rồi, There stood the next king of England Thì cái vị vua nước Anh ngồi ở đó Ta đưa chữ there các bạn Tóm lại là bạn học thuộc ở thầy những cái chữ này nha bạn học thuộc có thầy những cái chữ này nè here there at the top of society đây bị sai đây đây in this prison đây các bạn đây 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 rồi học thuộc có thầy nha here there đây ờ, thầy thấy rằng một số bạn á có cái câu các bạn ở dưới biển sâu nằm con thuyền ở dưới biển sâu nằm con thuyền đó các bạn hoặc là người phụ nữ ngồi bệnh cạnh cửa sổ bên cạnh cửa sổ người phụ nữ ngồi nó chính là cái dạng này nè các bạn rồi tóm lại câu này bạn chọn cho thầy là cái từ there rồi bạn chọn thầy từ there nha rồi chọn hình đe các bạn đây đe rồi bây giờ chúng ta sẽ qua uh, câu tiếp theo các bạn uh, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 17 nha ở đây là match cái gì đó đến các bạn rồi qua cái ngôn ngữ cơ thể và gesture và cái cử chỉ điệu bộ nha ở trung gian rồi và cái cử chỉ cái điệu bộ các bạn rồi, cái cử chỉ cái điệu bộ. Rồi, thì ở đây các bạn, à, câu này các bạn sẽ có là talk Exchange, uh, a speech communication các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chọn communication các bạn nha. Nhiều cái sự giao tiếp thì qua cái cử chỉ cơ thể và cái điệu bộ các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 18 nha. Các bạn sẽ qua câu số 18 các bạn. Thì đây Từ từ, nhiều khi thầy đánh máy nó sai các bạn they are both they a. Rồi chữ này chữ a các bạn. They are both great. Uh, cả hai họ rất là tuyệt vời nhưng bạn không thể so sánh táo. Rồi bạn sẽ không thể so sánh táo và gì các bạn? Nó cũng tương tự như là chalk and cheese các bạn. Ở đây chính là chalk and cheese. Chalk and cheese. cheese. Đây các bạn. Đây chalk là phấn nè. Cheese là phô mai các bạn có nghĩa rằng hai thứ hoàn toàn khác biệt nhau thì bạn không thể nào so sánh được. thì tóm lại ở đây choc and trees thì ở đây chính là apple and oranges các bạn. rồi ở đây chính là oranges rồi oranges các bạn. rồi tóm lại là bạn chọn cho thầy câu b. À, cả hai chúng đều tuyệt vời nhưng bạn không thể nào so sánh hai cái thứ mà cực kỳ khác nhau thế này các bạn không cùng hệ quy chiếu thì không so sánh được. vì vậy rằng không cùng hệ quy chiếu thì sẽ không so sánh được các bạn nha. Rồi, không so sánh được. Có những bạn có điều kiện học rất là tốt. Có những bạn uh, không có điều kiện học các bạn. Thì uh, chúng ta sẽ khó mà so sánh được các bạn. Rồi, uh, câu số 19 các bạn. Thì vitamin C. Rồi, bởi cơ thể con người. Nó vào dòng máu rất là nhanh các bạn. Rồi, tóm lại thì ở đây là được hấp thu được hấp thụ các bạn thì bạn chọn thay là bị động nha vitamin hấp thu ở đây có từ 3 bị động nha rồi câu này dễ các bạn thầy thấy một số câu rất là dễ nha chúng ta chọn luôn tóm lại câu này chính là câu bị động các bạn rồi thầy chào minh nha rồi thầy chào tất cả các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo à, câu số 20 các bạn à, tôi có thể có hai à, cái gì đó không này các bạn rồi chúng ta tôi sẽ có hai đó không các bạn rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng thay vì pin uh, chính là đậu các bạn đậu rồi tóm lại ở đây bạn có từ tu nè thì bạn có thể đón ha ở đây là tu uh, chữ này là chữ con các bạn chữ này chữ con nè mà thầy đánh là máy sai các bạn thầy đánh máy lại thầy mới hướng dẫn cho các bạn được nó đánh đánh máy chật lấp tóm lại ở đây chữ hai nè bạn nào chọn đại chọn thầy của D rồi đúng luôn bởi vì tu là phải is chúng ta có two ears of con đây là hai trái bắp các bạn tóm lại là hai trái bắp nha bắp ở đây là tai tai bắp bạn chọn cái thầy là tai bắp rồi ears of con rồi cái này là con các bạn chứ không phải là con rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 21 các bạn thì chính phủ được mong đợi nha được mong đợi để thách cái gì đó các bạn rồi chống lại mức độ thất nghiệp thì ở đây câu số 21 bạn sẽ thách action nha rồi, đây đây chính là cái collocation các bạn. Chúng ta phải học thuộc các bạn. Chính là cái collocation. Rồi. Rồi. À, rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. À, câu số 2 các bạn. Câu số 2. Thì quyển sách mới của Colin sẽ được xuất bản vào năm tới các bạn. Rồi, quyển sách mới của Colin sẽ được xuất bản vào năm tới. Thì ở đây thì người ta cho các bạn. À, rồi, người ta cho các bạn những cái chữ thế này nha. Rồi. Thì ở đây bạn có cái từ come over các bạn. Rồi come over cái là dường như nha, dường như hoặc là di chuyển nè. Các bạn có cái từ comes off là uh, như là kế hoạch nè, hoặc có nghĩa rằng ngừng sử dụng các bạn. Còn come across là tình cờ thấy nè, hoặc là cư xử nha. Rồi. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ chọn cho thầy, các bạn sẽ chọn cho thầy là uh, come out các bạn có nghĩa là xuất bản nha rồi một số bạn sẽ thắc mắc uh, xuất bản thì chúng ta các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ sử dụng hai cái các bạn một là come, come out các bạn. Hai là các bạn sẽ sử dụng cho thầy là uh, is các bạn, is brought out. Rồi, một cái các bạn, nếu mà bạn dùng come á, thì bạn sẽ dùng chủ động nha. Còn bạn dùng bring out thì bạn sẽ sử dụng cho thầy là bị động nha. Rồi, bây giờ câu 23 các bạn. Bạn có phiền đóng cửa sổ không? Khi mà cái câu mà hỏi là bạn có phiền không, bạn có phiền không các bạn, thì cái câu trả lời của chúng ta sẽ là không phiền. Có nghĩa là bạn sẽ giúp Thông thường ta là quốc dương mai quốc dương mai Ai cũng là không phiền không phiền các bạn Bạn nào có yes yes bỏ đi hết nha Tóm lại khỏi cần suy nghĩ các bạn Bạn có phiền không phiền không bạn cứ bỏ yes cho thầy đi Bỏ hết đi Not now Tiện thể cảm ơn Rồi chỉ có câu này các bạn Không phiền đâu tôi sẽ làm nó ngay bây giờ Rồi uh, Take action có nghĩa là thực hiện hành động nha Thực hiện giải pháp các bạn Chính phủ được À, mọi người trong chờ là thực hiện các biện pháp để chống lại mức độ thất nghiệp nha. Rồi, để chống lại mức độ thất nghiệp. Rồi, thực hiện các giải pháp để chống lại mức độ thất nghiệp. Rồi, câu số 24 các bạn. Ở đây là thanks to nhờ vào sự giúp đỡ của bạn. Nhờ vào sự giúp đỡ của bạn. Rồi, tôi trẻ cuộc họp sai rồi. Bởi vì sự giúp đỡ của bạn tôi trẻ cuộc họp sai rồi. Bất chấp sự giúp đỡ của bạn tôi trẻ cuộc họp sai rồi. Rồi, đây có C các bạn. Đây chính là head x not been for các bạn. Đây chính là head x not been for nha. Nếu không nhờ, nếu không vì các bạn. Đây chính là câu if loại 3 nha. Đây chính là câu if loại 3. Bạn nào mà chọn câu A là bạn không đọc bài nữa nha. Nhờ vào sự đỡ các bạn tôi trẻ là chặt lắc rồi các bạn. Không nói như thế này các bạn. Chúng ta không nói giận lẫy nha. Không nói giận lẫy các bạn. <laughs> rồi ở đây là nếu không vì, nếu không nhờ thì tôi bị trẻ rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua wow số 25 các bạn. MAKE YOURSELF AT HOME Là hãy làm cho bản thân của bạn ở nhà Hãy tự nhiên các bạn Rồi tóm lại là bạn chọn thầy là Bạn hãy tự nhiên Cảm ơn Bạn cũng vậy nhé Nhà của mình mà sao cũng vậy nhé à, Không có chi đừng đề cập nó à, Câu này thông thường là cảm ơn các bạn Rồi câu D là Vâng tôi có thể giúp bạn không Trực lót các bạn Rồi bạn thật là tử tế Cảm ơn bạn rất là nhiều Tóm lại câu 25 Bạn chọn thầy câu B rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha đặc biệt là các bạn phát biểu rất là à, nhiệt tình nha Rồi các bạn phát biểu rất là nhiệt tình thầy xin cảm ơn tất cả các bạn ha Rồi Cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp các bạn vào buổi tiếp theo nha Rồi Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi rồi à, Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha rồi hẹn gặp các bạn ở các phần tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần tiếp theo các bạn rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi. Câu 19. À câu số 19, đây vitamin C được hấp thụ ha. Rồi, bởi cơ thể con người nó thì vào trong dòng máu rất là nhanh chóng nha. Rồi, tóm lại câu 19 chúng ta sử dụng bị động các bạn. Rồi à, các bạn sẽ sử dụng thì bị động nha. Rồi, ở đây các bạn có cái từ absorb nè. Rồi xem đây. Đây absorb nè các bạn. Rồi các bạn hãy xem ví dụ của nó. Đây các bạn. Đây nè. Đây các bạn, đây người ta dùng bị động nha. Rồi. Ờ uh, y nè, quickly uh, bị hấp thụ vào trong cơ thể nè, into. Ở đây là by hoặc into nè. Rồi. Câu số 19 là câu bị động nha. Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bạn nào chưa hiểu thì Uh, uh, câu số 19 chúng ta sẽ sử dụng là Câu bị động các bạn Bởi vì bạn không chọn câu D Nếu bạn chọn câu D Thì ý bạn là Cái mà Cái mà nè uh, Which is Ý bạn là sử dụng which is đây Rồi ý bạn là sử dụng which is đây Thì phía sau các bạn Phải có một động từ nha Bạn rút gọn thì phía sau chỗ này nè bạn phải có động từ ở đây nè chỗ này phải là động từ các bạn rồi động từ là bạn viết cái gì đó nha thì nó mới ra một cái câu mình đề quan hệ các bạn thì nó mới ra mình đề quan hệ nha còn nếu phía sao các bạn thấy nè ở đây là hai dấu phẩy nè đây các bạn ở đây là hai dấu phẩy ha nó không có một cái động từ đây rồi thầy xin uh, chào và tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp các bạn ở các buổi tiếp theo nha rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn